Vios 2018. À quên, 2020 nhé. Cái giờ condo của anh đấy ở trong nào? Đi lên đây tầm 50 mét bên tay trái có chữ Phúc cầm đồ. À. 50 mét hả? Phúc cầm đồ. Đối diện công cưng á. Bên này là cái động công cưng, vậy đối diện đó là tiệm cầm đồ đó. Có một tiệm. Rồi anh em Sài Gòn quan tâm tới em Vios G 2020 này thì liên hệ em Trung nhé. Đó, xe ô tô chạy 5,6 vạn. Rất là màu mè hoa lá cành. Đi luôn hả? Đi rồi. Rồi xe này nó cầm đồ hả? Cầm. À. Chủ xe nó đăng ký. À. Xe này đúng mấy anh chơi toán lên chơi mà bọc cái trần mất cái giá trị. Đỡ quan được. Đây là lướt sờ vòng cho hát. Lướt sờ vòng cho anh chị luôn nha. Đây em thử những keo chỉ này. Được cái dòng này ạ. Đây coi xem là ô đồ chuẩn, cái này lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ luôn nhé. Ô đồ của em nó thì được bản này bản G nhé, chế độ stop này, vô lăng rất đẹp nhìn nhá. Tất cả cái thì toàn bộ là zin hết. Coi cái phần ô đồ của em nó được 56.000 nha cô chú nhìn mình nha. Cái này là truyền hình trực tiếp ngay từ nhà dân luôn đúng không chị. Nói chung là rất đẹp, rất mới đúng không chị nha. 2020 mà chạy như này thì này. 2020 này. Này thì quá mới. Đây là vừa mới ra lò anh chị nhá. Đây là ngày hôm nay thì anh chị nào được cái gia chủ lên đồ chơi khá nhiều từ ốp này và cảng này, tất cả cái anh chị thấy không? Cái móc rất to luôn. Đó. Kiểm tháng 5. À cái này dàn vỏ nó hơi mòn rồi. Đó cái này mà về đây là nguyên dàn vỏ zin nhé cô chú chị mình nhá. Đó là chẳng hạn như anh chị mà mua cái này về là coi như là thay lại cái dàn vỏ nó đẹp. Giá cực kỳ thường hấp dẫn cho cô chú anh chị mình. Thật sự là nếu mà để mà sở hữu một em này thì nó quá rẻ. Kinh tế tiết kiệm. Nói chung là không lỗi. Sau này vẫn đang còn đồ đạc tùm lum tá lả em Vinh. À, coi xem cái vỏ sơ cua này, vỏ sơ cua chưa hạ nhé. À,